cuộc là sau 2 năm chờ đợi thì em nó đã có thể cất tiếng khóc chào đời. Vì sao phải mất tới 2 năm? Ôi cái quá trình độ nó rất là gian truân. Nhưng mà cái vấn đề đó mình tính sau đi, một lát nữa mình sẽ bắt đầu review. Thì hôm nay cái tiết mục chính của mình không phải là review chiếc xe, một lát mình chỉ so ké thêm một miếng thôi. Mà bữa nay cái tiết mục chính của mình đó chính là mình vừa mới về hàng cái bộ nhông sinh đĩa. Đây, đây chính là cái bộ nhông sinh đĩa mà bữa giờ mình có đã giới thiệu cho anh em xài rồi. Nhưng mà có rất là nhiều anh em mà hỏi mua phía bên mình. Nhưng mà có cái là mình xưa giờ mình toàn là review là chính là chứ mình không có bán. Nhưng mà thôi, quá rất là nhiều theo lời yêu cầu của anh em, hàng ngàn lời yêu cầu, nên là nó quyết định lần này là mình lấy về bán. Và cái lần này thì nếu mà ai cần thì cứ liên hệ với mình. Mình bán cả từ nhông sen đĩa luôn, AK. Thì có rất là nhiều người nói là khi mà hỏi mình thì mình đã cho cái địa chỉ mua. Nhưng mà ngặt nổi người ta là những cái người bán thì người ta bán chứ người ta không có lắp ráp. Thì hiện nay là bây giờ mình vừa bán và mình lắp ráp tại chỗ luôn. Còn bạn nào muốn ship về tỉnh thì mình có thể ship về tỉnh luôn. Rồi bây giờ bắt đầu là mình sẽ xoay vô những cái mẫu mới nhất của cái bộ này. Bây giờ đó chúng ta sẽ nhìn có thể thấy ha. Đây là cái mẫu 6 lỗ. Đây, cái mẫu 6 lỗ này nó là của Winner. Winner với lại Sonic sẽ chung luôn. Thì cái số răng của nó thì có rất là nhiều size. Chẳng hạn như đây là một cái size 42 răng. Đấy, 428 có nghĩa là cái mã của sợi sên. Jean của mình là đi là 428. 42T là 42 tút. Tút là giống như là cái răng á, là 42 răng. Rồi, đó là một cái của hàng Winner 6 lỗ. Đây là cũng là một mẫu của hàng Winner Sonic 6 lỗ đây. Nhưng mà mẫu này là màu bạc. Thì cái mẫu này nó y chang như thế này luôn. Nó có một cái là rất là hay là cái hoa văn của nó là cái hoa văn CNC. Đây, nó CNC chạy tầng. Nó giống như là cái ruộng bậc thang đó mấy bạn. Mấy bạn nhìn kỹ ha. Đó, nó giống như cái ruộng bậc thang. Nó từ trên nhỏ chạy xuống rất là kỳ công. Và cái đĩa này nó nhẹ ới là nhẹ. Theo như mà trọng lượng mà tôi cầm á, chắc đĩa nó còn chưa nặng được tới khoảng 200g luôn á. Mấy bạn có thể coi nó nhẹ hiều à. Tại vì nó là nhôm, nhôm 7075 đây. Nó có được khắc lên đây. Và cái nhãn hiệu ProBuy này là của Việt Nam sản xuất nha. Có nghĩa là phôi của nước ngoài và CNC bằng máy của Việt Nam gia công. Vậy vậy nên thôi người Việt Nam phải tin dùng ủng hộ hàng Việt Nam. Tại vì bữa giờ mình cũng đã xài cho mấy chiếc xe đua của mình rồi. Đó, đây là mẫu của Winner Sonic. Mẫu màu bạc nè, màu vàng nè. Rồi, bây giờ nó lại thêm một cái mẫu nữa. Nhìn cái kiểu của nó thoáng hơn. Tại vì bây giờ khi mà cái nhu cầu mà người ta xài nhiều quá thì nó bắt đầu sẽ có nhiều màu. Bây giờ camera bắt đầu bật flash lên coi nè. Cho nó sáng sáng lên chứ. Rồi đó, có flash vô cho che tối vô chứ không lại không thấy. Đó, thì đây là cái mẫu mà người ta làm cho nhẹ hơn nữa. Thì khi mà mình nhìn vô là mình biết rồi, bên đây nó còn thịt nhiều. Nhưng mà bên đây thì nhìn nó theo kiểu là hoa văn nó sẽ xoáy xoáy. Còn bên đây thì nó sẽ là theo kiểu là cho trọng lượng nhẹ hơn. Thì đây là nó có cái bảng đánh dấu luôn, nó là Ray Track luôn. Có nghĩa là dành cho những cái dòng xe đua mà thậm chí là xe chuyên dùng của mình xài cũng được. Xe đua mà xài được thì xe của mình cũng xài được thôi. Đây cũng là 42 răng đây. Nó còn có size 43 răng, nói chung là đủ size hết. Từ 42, 43, 44. Size jean cũng có, mà size độ cũng có. Mẫu 6 lỗ tiếp. Đây, thêm một cái mẫu mới nữa. Đó, bữa nay là có 3 bộ mẫu mới. Đó, một mẫu là ruộng bậc thang đi. Mình dịch nó là ruộng bậc thang. Còn mẫu này là mẫu hình ngũ giác. Đó, ngũ giác với tam giác. Rồi đây là hình, cái này nó gọi là như là hình gì ta? Hình trái trứng hả? Không giống trái trứng lắm. Cái này giống trái trứng nè. Còn này giống trái... cái gì ta, giống hạt gì á, không nhớ nữa. Đó, bây giờ mà mình biết nó giống hạt gì mình chết liền luôn. Đó, thì đây là bản 42 răng luôn. Thì cái bản này nó phân ra là hình như là cái dòng Ray Track riêng. Còn bắt đầu cái dòng này là dòng để mà sử dụng thường. Thì dòng này nó không có ghi cái Ray Track. Hai mẫu này thì nó có ghi là Ray Track. Rồi, đó là vừa rồi, đó chính là mẫu dành cho những con Winner Sonic 6 lỗ. Rồi, sau khi Winner Sonic 6 lỗ xong, bắt đầu sẽ tiếp đến là phần 4 lỗ. Này, 4 lỗ thì dĩ nhiên 4 lỗ là exciter rồi ha. Đây là mẫu cánh quạt ruộng bậc thang. Đây, vì 4 lỗ nên người ta sẽ làm theo cái đối xứng 4 lỗ, cứ mỗi lỗ là một cái khoảng hốc. Đấy, làm ruộng bậc thang. Và nhà sản xuất là bảo đảm với mình rằng đây là nhôm 100% là nhôm 7. Chất lượng thì bảo đảm tuyệt đối. Nên mình cũng đã sử dụng rồi. Và mình thấy rất là ok. Nên bây giờ sẵn tiện là vừa review là vừa bán cho anh em xài luôn. Đây, đây là một cái mẫu ruột thang kế tiếp. Mẫu này thì nó giống như là cái mẫu kia á, nó gồm hình trái trứng như lại gồm hình này giống như hũ dâu ua. Đúng rồi, nó giống hũ dâu ua hơn. Rồi, thêm một mẫu này nữa. Đây, mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba này thì nó là hình ngũ giác nè. Ngũ giác với lại hình tam giác hơi tròn. Má tam giác mà còn hơi tròn nữa. Nghe nó hơi lạ lạ. Nhưng mà mẫu nào mà thấy cũng đẹp hết.
Rồi thêm một mẫu nữa đây. Mẫu này là mẫu theo như mình thấy thì nó gọi là mẫu chữ Y đi. Thì nó làm rất là nhiều cái chữ Y. Đấy. Rất là nhiều màu. Màu sắc thì tùy mọi người lựa chọn, đa phần nhà sản xuất người ta sản xuất ra là theo như mình bữa nay mình nhập hàng thì mình thấy là có màu vàng, màu đỏ, màu bạc. Rồi màu xám titan. Đó. Tụi chung là ở bốn màu đó, thậm chí nó có cái màu nó còn đậm hơn tí, cái này nó có vẻ là hơi hướng về màu cam hơn. Đó, trong camera có thể nó sẽ hơi khác màu nhưng mà nó hướng màu cam hơn. Và những cái đĩa này có cái chung một cái đó chính là trọng lượng rất là nhẹ và sử dụng là nhôm 7075. Thì ai mà sử dụng cái xe của mình mà muốn bao nhiêu răng, chẳng hạn như đây là cái đĩa ẹt. Đây đĩa này nó là 44 răng này. Đó, đĩa ẹt 44 răng. Rồi, thậm chí ai mà chẳng hạn mình lên xuống thì hôm bữa là nó có cái bài mà về răng lên răng xuống bao nhiêu thì mọi người tùy. Đây là 42 nè. Đó. Thì đa phần là sẽ là cái size zin. Rồi xong cộng trừ 2 là sẽ có hết. Rồi sơn mình cũng đã về luôn, đủ loại đủ màu. Lần này thì mình đã về hết cho đủ màu, chứ để anh em mà cứ qua nhà mình mà kêu ủng hộ mình mà mình lại không có thì nó cũng kỳ. Đây, này sợ màu cam nè, EK màu sắc cam nè. Giá thì mình bán bằng giá ở ngoài tiệm luôn, chỉ có cái là mình sẽ có thêm cái phần lắp đặt. Ở ngoài người ta bán bao nhiêu thì mình bán bấy nhiêu. Không có gì cả. Đây là bản màu đen nè. Đó, một cam màu đen. Đây, hết cho mọi người coi. Đó, chẳng hạn như là bây giờ mà xin đen nè, mà đi với dĩa cam nè, đó là cũng ngon quá trời ngon. Đây, móc ra sợi sơn ra coi coi nè. Đó, chẳng hạn như đó, xin đen đi với dĩa cam nè, cũng rất là nổi. Hoặc là nếu mà đi mà màu cam đi, thì màu cam mình chẳng hạn như mình sẽ là đây, cái màu cam này thì mình sẽ đi với màu bạc, phối màu cho nó đẹp. Đó, màu cam thì sẽ mình đi với lại đĩa màu bạc, nó sẽ làm nổi bật lên trên cái nền. Tiếp. Đây là màu cam, cũng màu cam luôn, sao màu cam có rồi mình không có lấy màu cam nữa. Mình là mình thích màu mè lắm nên là đủ màu. Còn với màu tím này thì màu nó hơi chìm nên muốn mà nó nổi hơn á, thì để coi. Chúng ta chắc là có thể là sẽ đi chơi với lại màu vàng. Đấy. Tím đi với vàng nhìn nó cũng ngầu đấy chứ bộ. Rồi, tím đi với vàng. Đấy. Rồi, còn gì nữa đây? Xanh lá. Xanh lá thì mình cho nó đi xanh lá mình đi xa lánh đi. Xanh lá mình sẽ đi với vàng cũng được. Thôi nếu mà xanh lá mình đi cho nó màu nhu một tí. Đó, xanh lá mình đi với bạc. Xanh lá mình đi với bạc. Là chói lung linh. Này cũng màu cam là màu cam có mấy loại cam lận. Cam đậm rồi cam lợt tùm lum hết. Này xanh cũng này xanh đậm nè. Chẳng hạn như hồi nãy kia là xanh lợt, còn này đổi qua xanh đậm vô nè. Đó, mình vô mình thử rồi coi nó ra màu sao. Chẳng hạn như cam cam này cam bóng nè. Hai cam này hình như nó hơi khác nhau nè. Đó. Cam này đậm hơn, cam này sáng hơn. Rồi. Để coi coi. Đây, còn này thì ai mà thích truyền thống. Mẫu truyền thống thì xin vàng. Xin vàng thì nếu mà xin vàng mà chúng ta đi đĩa đỏ. Đấy. Xin vàng mà đi đĩa đỏ thì hết bài. Rồi. Giá cả của sản phẩm thì mình như đã niêm yết trên cái video, mọi người nhìn thấy là mình mọi người sẽ biết là giá chính thức là nó sẽ bao nhiêu và mọi người có thể lựa chọn một set của nó. Và có cả bán của nhông nữa, mình có nghĩa là nguyên một bộ nhông xanh đĩa luôn, của cùng hãng luôn, Việt Nam sản xuất luôn ha. Có nghĩa là đĩa nhông với lại đĩa răng là Việt Nam sản xuất, còn cái sợi sơn là của EK Nhật Bản nhé. Đấy, đấy là cái về cái review phần nhông xanh đĩa. Còn bây giờ bắt đầu mình sẽ nói thêm về cái quá trình mà độ 2 năm của con Ducati này. Thì vì sao nó mất 2 năm thì có nghĩa là cách đây 2 năm thì mình đã bắt đầu nổi hứng là mình bắt đầu đi làm cái phần cổ bô titan. Rồi bắt đầu mình hơi sơn nhẹ cái phần cổ bô titan phía bên đây. Thì cái phần cổ bô titan này thì mình lúc đầu là mình sẽ lấy ống nước, ống máy lạnh để mà mình làm trong vòng nó khoảng để mình vẽ cái đường hướng rồi sau đó mình bắt đầu làm. Thì từ lúc mà mình ra cái thiết kế thì nó khoảng 2 tuần. Nhưng mà để thi công mình mất tới 5 tháng rưỡi vì do nào là xe cộ rồi bận biểu các thứ thì cuối cùng cũng đã thi công. Thì mọi người sẽ nhìn thấy rất là quái lạ, những cái đường ống nó chạy rất là quái lạ. Thì mình gọi nó là xe V2+2. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình độ nó theo hơi hướng đường đi của V4+2, có nghĩa là hành 4 á, có nghĩa là mình đi dài hơn. Thì mỗi một cái máy, xe này hai máy V2 thì mỗi một máy mình đi ra là 3 mét ống. Và cuối cùng là tụ chung hai ống là hành 1 ra ở cổ bô
Long SC Project bản họng này họng tới 80 lận. Cái họng đầu đầu vô này họng tới 80 và họng đầu ra cũng 80 luôn, là họng bự nhất trong cái dòng SC mà của 1199. Rồi, đó là nói về cái bộ của Botita thì đã mất hết 6 tháng. Thì sau 6 tháng về thì các bạn sẽ chú ý đây là chiếc xe đầu tiên và duy nhất trên thế giới sử dụng là Ducati V2 nhưng mà lên nguyên một dàn đuôi chính hãng 100% của Ducati V4S. Thì đây các bạn có thể thấy V4S nó sẽ khác bản thường là gì. V4S nó sẽ có nguyên cái bộ ốp đuôi đồ chơi solo. Rồi thì mọi người sẽ hỏi làm sao mà V4 có thể vô V2 nó sẽ rất là kỳ công, có nghĩa là nó sẽ mất thời gian, mình cũng mất khoảng một tháng để mà có thể làm được cái mẫu sơ khởi để có thể gá được cái sườn này lên cái bộ này. Thì sau đó mình quyết định là mình sẽ làm những cái bát bằng CNC, nhưng mà có vẻ như cái máy CNC mình công suất chạy không đủ kịp cho khách hàng nên cuối cùng mình bị giam tới 6 tháng. Thì sau 6 tháng mình mới có thời gian để làm cho mình, và ngoài ra thì thêm một năm nữa, đó chính là một năm chờ đợi, có nghĩa là mình bán hết đồ, có nghĩa là hồi xưa là mình xài phục ô lìn rồi đĩa xịn các kiểu là mình đã bán hết, mình hết tiền rồi, hết tiền bán hết lấy được khoảng, nói chung là bán linh tinh tan của nó bán được hết khoảng 100 triệu để mà cứu khổ cứu nạn. Thì tới hôm nay bắt đầu mới có thể ráp lại vô đồ, rồi mình sẽ review thêm chi tiết ở cái tập kế tiếp. Thì mọi người hãy đón xem tập kế tiếp nhé, tại vì hiện giờ nó vẫn chưa hoàn chỉnh, nhông sinh đĩa nó còn chưa gắn vào. À, một cái nữa để mình nói luôn ha, cái nhông sinh đĩa Probi á thì sắp tới rất là vui mừng là khi mà cái hãng Probi này á, nó sẽ sản xuất luôn cho cả mô tô BKL luôn. Ai mà có nhu cầu là chỉ cần có mẫu thôi là người ta sẽ làm hoàn thiện cho mình. Thì giá thành thì dĩ nhiên phải rẻ hơn nước ngoài rất là nhiều, mà chất lượng thì tương đương, tại vì mình sử dụng một foil mà, xài chung một loại foil từ châu Âu. Đấy. Rồi, thế thôi. Chào mọi người. À, mọi người bảo đảm là sẽ thắc mắc là tôi để cái này làm gì thì ok, mọi người hãy chuẩn bị tới cái phần kế tiếp. Đây là cái món đồ chơi cực kỳ không thể thiếu khi mà sử dụng, khi mà đi tour hoặc là khi mà đi đua. À, đi đua cũng xài mà đi tour cũng xài. Nó vừa có thể sử dụng thay thế camera hành trình luôn, vừa có chế độ sạc không dây luôn, sử dụng cho cái điện thoại của bạn. Và tôi sẽ bật mí vào phần sau cái phần chuyên đề về cái review về cái thiết bị này rất là hiệu quả từ Hàn Quốc. Ok, chào mọi người.